Xin cảm ơn quý vị thân mến, càng gần với thời khắc giao thừa thì bây giờ đây không khí của chúng ta càng sôi động hơn. Quý vị thân mến, chính sự góp mặt của quý vị làm cho chương trình của chúng ta thêm sôi động và đầy ý nghĩa. Và ngay bây giờ thì tôi xin giới thiệu đến quý vị sự có mặt của một ca sĩ mà anh chính là người con của quê hương cái bè của mình. Và trong quá trình hoạt động nghệ thuật thì anh đã đạt được rất là nhiều những giải thưởng như là giải nhì giọng ca vàng với ông hát Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, top 7 tiếng hát truyền hình Sao Mai toàn quốc và rất là nhiều những giải thưởng có giá trị khác nữa. Và ngay bây giờ đây, Kiều Ngân xin giới thiệu trên sân khấu người con của quê hương cái bè, ca sĩ, nhạc sĩ Cao Huy Thế. Và anh sẽ gửi đến cho chúng ta ca khúc Khúc Giao Mùa Việt Nam Ngàn Năm Cấm Hoa, sáng tác Huy Tuấn, Mai Kiên. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.